Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Poser SC. Chiếc đồng hồ này thuộc bộ sưu tập Poser SC Endeavor Moon Phase với cái số màu xanh với một cái tên rất là mỹ miều, đó chính là Midnight Blue Fume, với chức năng hiển thị lịch tuần trăng thiên văn, với cái cỗ máy in-house HMC 348 được giới thiệu lần đầu tiên tại Bezoar 2010. Và chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé. Chiếc đồng hồ này thì có đường kính vỏ là 40,8mm và dày 11,1mm với lớp vỏ bằng vàng hồng như các bạn đang thấy trên tay tôi đây, khá là bóng bẩy. Tuy nhiên nếu mà nhìn bằng mắt thường thì cái sắc vàng hồng của Poser SC thì không rõ nét lắm, mà nó hơi có một chút là vàng champagne đó. Tí nữa tôi sẽ so sánh và đánh giá hai chiếc đồng hồ là Poser SC Moonface và chiếc Rolex Celini Moonface thì các bạn sẽ rõ hơn được về cái sắc vàng của hai chiếc đồng hồ này, nó khá là cách biệt. Nếu chúng ta để ý một chút thì phần cách của chiếc đồng hồ tại vị trí góc 9 giờ và 3 giờ thì được làm xước mờ rất là tỉ mỉ. Và đây chính là phần càng nối dây của chiếc đồng hồ này, như bạn thấy khá là mềm mại và uyển chuyển đúng không ạ? Về phía càng thì được đánh bóng, phần tay càng thì đánh bóng, và có một cái mà tôi nghĩ là đó chính là điểm nhấn, đó chính là một cái rãnh ôm vác rất là tinh tế. Cái thiết kế này thì làm cho tôi nghĩ liên tưởng đến những cái mẫu 5205 Patek Philippe. Đúng của chiếc đồng hồ này thì thiết kế tôi thấy khá là đẹp mắt, nó không tròn quá, nó không tròn quá và nó hơi có thiên hướng, nó giống như là cái nút vỏ chai champagne ấy. Nó cái dáng như này, nó không thiên về cái dáng củ hành classic. Ở đằng sau cái chiếc đồng hồ này thì tại phần rút núm có để lõm một chút để cho chúng ta dễ rút được ra hơn, không bị dùng móng tay làm xước đồng hồ đó. Phần đấy là như này ở đây đó, đấy. Và đúng của đồng hồ này thì là có chữ M, viết tắt của cái thương hiệu Moser SC đó, chữ cái đầu tiên của thương hiệu Moser SC đó. Tiếp đến là dây da cá sấu, như bạn đang thấy trên tay tôi đây, dây da cá sấu thì màu tối, khá là mềm, thêu tay đó, mặt trước mặt sau logo của thương hiệu này, tên thương hiệu đó. Và đây là khóa của chiếc đồng hồ. Khóa của chiếc đồng hồ này thì tôi đánh giá là làm khá là tỉ mỉ và kỳ công, với các cái nút bấm để mở khóa, khóa gập này, đóng lại thì chúng ta lại ấn lại này đó. Phần đầu dây thì các bạn đang thấy đây, được máy xước và được khắc chữ Moser SC, nét rất nhỏ nhưng rất tỉ mỉ và chi tiết. Còn lại các phần khác thì đều được đánh bóng, và đương nhiên rồi, một vấn đề không thể thiếu đó chính là các cái dấu triện, triện tuổi vàng này, triện đầu chó này, tất cả đều triện ở đây. Tạm gập nắp khóa lại, mặt sau đây cũng được triện tương tự tại đây đó. Một phần nữa về ngoại hình của chiếc đồng hồ này thì đấy chính là mặt sau của chiếc đồng hồ, bốn dấu triện ở bốn tay càng, nghĩa là tuổi vàng này, triện đầu chó này, vân vân và vân vân đó. Đáy của chiếc đồng hồ này thì được dùng vít để cố định với cái lớp vỏ ở phía bên trên. Đây dòng chữ H Moser SC đó, số máy ở tại đây, một cái case back rất là đẹp. Cái case back này như các bạn có thể nhìn thấy đây nhá, đó, thiết kế hơi lõm vào bên trong, hơi lõm vào, làm cái sapphire phẳng
thì khá đơn giản, không có khó khăn. Tuy nhiên là làm lồi hoặc làm lõm thì lại là một chuyện khác, rất là kỳ công đấy các bạn. Đó. Tiếp đến thì chúng ta đi về mặt số của chiếc đồng hồ này. Như các bạn đang thấy đây thì chiếc đồng hồ này có cái mặt số rất là đẹp, nó là mặt số màu xanh navy đậm, được làm theo kiểu fume. Và fume là gì? Thì fume là một cách, một dạng mặt số mà chúng ta hay gọi là mặt khói đấy. Thì để có được một cái mặt khói như thế này, chúng ta phải trải qua nhiều cái lớp sơn, và theo như chúng tôi tìm hiểu thì nó đến tận 200 lớp sơn để tạo ra một cái mặt số fume, mặt khói hoàn chỉnh. Bộ kim trên chiếc đồng hồ này được làm rất là đẹp và tôi thấy rất là ưng ý, đó là bộ kim dáng líp từ 2 kim giờ phút này đến một kim nhỏ để báo chỉ giờ sáng tối. Tiếp đến thì đó là những cái cọc số kim dạng button hay gọi là dạng que đấy. Đây là các cọc số. Và góc 6 giờ chính là cái chức năng mà tôi yêu thích nhất. Đó chính là cái chức năng moon phase hay còn gọi là lịch tuần trăng thiên văn. Và cái lịch tuần trăng thiên văn của Moser thì làm khá là tinh tế với hai màu, màu vàng và màu xanh navy blue. Thì cái màu vàng nó tượng trưng cho ánh trăng. Khi mà tất cả cái ô 6 giờ này toàn bộ là màu vàng thì đó chính là ngày 15, ngày mà trăng lên cao nhất. Đó là tất cả những gì về mặt số chiếc đồng hồ này, tôi chỉ nói qua một chút như vậy thôi. Tiếp đến là cỗ máy của chiếc đồng hồ này, như các bạn đang thấy đây, rất là đẹp. Và tôi đánh giá là Moser làm máy rất là kỹ càng và tỉ mỉ, cũng như là rất chi tiết. Tất cả những cái chi tiết như là các cái khay này, chân kính này, cầu tóc này, dây tóc này, vân vân, làm rất là tỉ mỉ. Cỗ máy cũng như là các chi tiết nhỏ khác thì đều được hoàn thiện và đánh bóng bằng tay. Kính sapphire dạng lõm. Đó. Các cái chân kính được bọc vàng này. Một số cái thông tin thông số như là Moser NC được căn chỉnh ở 6 vị trí. 26 chân kính này. Thời lượng chữ cót là 7 ngày. Cái kim đỏ này, các bạn có thể thấy đây nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây chính là cái thời lượng báo cót của chiếc đồng hồ này, nó đặt ra ở đằng sau. Và kim đỏ này thể hiện là cái thời lượng cót còn lại. Đây, tôi sẽ vặn nó lên thì kim đỏ lên 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Đây các bạn có thể thấy, cơ chế làm thông minh và tinh tế đấy. Đó, các bạn có thể thấy nó đang lên không? Đó. Và đây, chiếc đồng hồ đang ở trên tay tôi đây. Nhân tiện tôi sẽ review cũng như là để so sánh với một chiếc đồng hồ Moon Phase khác mà chúng tôi đang sở hữu, đó chính là chiếc Rolex Selene Moon Phase cùng thể hiện lịch tuần trăng. Như các bạn đang thấy, chiếc Selene Moon Phase thì có cái dáng vẻ nó nhỏ hơn cũng như là nó khá là yểu điệu hơn, với dáng tay càng này, đường kính mặt là 39mm. Cái khác biệt của hai chiếc đồng hồ này, đầu tiên thì đó là chính là cái kích cỡ. Một chiếc là xấp xỉ 41, một chiếc còn lại là Selene Moon Phase thì chỉ có 39mm thôi. Tiếp đến thì đó chính là cái sắc màu vàng. Vàng nguyên khối của hai chiếc đồng hồ này cũng khác nhau. Cùng là vàng hồng, nhưng vàng của Rolex thì đó là vàng Everose Gold. Chúng ta có thể thấy là nó khá là hồng hơn, nó hồng hơn, không như là vàng của Moser. Thì Moser thì cái sắc vàng nó đậm hơn. Đó, như các bạn đang thấy đây. Cũng như là chức năng của Rolex thì có một cái cây kim chỉ ngày, còn Moser thì không. Moser là kim nhỏ chỉ báo giờ ngày đêm. Đó, còn hai chiếc đồng hồ này thì đều có một điểm chung rất là lớn, đó chính là cái thể hiện lịch Moon Phase. Như là các bạn đang thấy, Moon Phase của Rolex thì nó là một cái đĩa với hai cái hình mặt trăng. Đó, hai cái cách thể hiện của Moser và Rolex cũng khác nhau. Về đáy của Rolex Selene thì là đáy đóng, đáy đặc. Chúng ta không thể chiêm ngưỡng được cái bộ máy bên trong của Rolex. Tuy nhiên lại hoàn toàn khác đối với cả Moser. Moser thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cái bộ máy
rất là đẹp ở bên trong. Về tính năng sử dụng của hai chiếc đồng hồ này thì Rolex là một chiếc đồng hồ tự động có thời lượng cót 48 tiếng, còn Moser là một chiếc đồng hồ lên dây cót và có thời lượng cót lên tới 7 ngày. Nói về độ phức tạp thì chúng ta chắc hẳn ai cũng sẽ hiểu và biết là Moser có một cái độ có cái sở hữu cái cỗ máy phức tạp hơn chiếc Rolex Serenity Moonface này. Cũng vì lý do đó mà giá của chiếc Moser khá là cao, 41.500 USD, còn Rolex Serenity Moonface thì khiêm tốn hơn, chỉ ở mức là 27.000 USD. Về tính năng sử dụng thì với lượng thời lượng cót 7 ngày, chúng ta chỉ cần lên một lần cót và chúng ta sử dụng đến 3-4 ngày thì chúng ta không phải quá ngại đến vấn đề là thường xuyên phải lên dây cót đâu. Mà Rolex thì tự động 48 tiếng cũng vậy, nên để lựa chọn cho phù hợp thì là do sở thích của mỗi người mà thôi, không có điều gì quá bất tiện ở đây cả. Đó. Nếu như các bạn thích cỗ máy thì và thích tìm hiểu sâu về máy, là một người thích tìm hiểu về những cái cơ khí phức tạp, thì theo tôi các bạn nên lựa chọn Moser. Đó, Moser. Còn nếu như các bạn thích một thương hiệu mà nó rất là nổi tiếng, khá là thời thượng, được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2017, thì các bạn không nên bỏ qua Rolex Slim Moonface, một chiếc dress watch với chức năng lịch tuần trăng được bố trí khá là đẹp mắt. Đó, các bạn có thể thấy đây. Ở đây đây là cổ tay của tôi, cổ tay của tôi là dạng tròn, có độ chu vi là 16.8 cm. Thì bây giờ tôi sẽ thử trên tay hai chiếc đồng hồ này để các bạn có thể đánh giá được khách quan. Đây. Đây chính là chiếc Moser NC. Lên tay tôi khá là vừa vặn với size mặt là gần 41 mm. Đó. Rất là đẹp. Ôm tay. Đó. Giác rất là khoái, rất là thích. Đó. Còn đây sẽ là chiếc Serenity Moonface. Thì cũng đẹp không kém. Tuy nhiên là hơi nhỏ một chút so với cổ tay của tôi. Có dáng vẻ có classic hơn. Đó. Nếu tôi có cùng một khoản tiền khoảng xấp xỉ trên dưới 30.000 USD với cổ tay tôi thì tôi sẽ chọn Moser. Tuy nhiên là những người có cổ tay khiêm tốn hơn tôi, khoảng tầm 16.3 đến 16.5 hoặc là thậm chí nhỏ hơn nữa, thì theo tôi là các bạn nên lựa chọn Rolex Serenity Moonface. Và đây thì cũng là cuối của video này rồi. Video này thì chúng tôi chủ yếu nói về Moser lịch tuần trăng. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy like, share và comment ở ngay phía dưới video này các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.